Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến kênh Vui Sống Mỗi Ngày ở Mỹ. Kênh Vui Sống Mỗi Ngày ở Mỹ của mình thì chủ yếu là chia sẻ về đời sống hàng ngày và chuyện gì liên quan ở California, ở gần nhà mình có thể chia sẻ lại được với mọi người thì mình xin chia sẻ ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ về cái vấn đề mà tiền thất nghiệp. Tất cả các anh chị em quý vị nào ở Mỹ, ở California mà đã làm đơn xin thất nghiệp và làm cái mình đi làm khai thuế với cái mẫu 1099 mà đã làm đơn xin tiền thất nghiệp thì mọi người đã được chấp nhận tiền đã được chấp nhận cái đơn đó đã được chấp nhận chưa, và nếu mà được chấp nhận rồi thì phải làm gì. Thì với mình thì mình làm ở nhà, thì có nhiều anh chị làm ở ngoài văn phòng thuế thì người ta cũng làm, còn mình thì mình làm ở nhà ha, thì mình làm online. Thì nếu mà mình nhận được cái mình làm thế nào để mình check coi mình đã được nhận hay chưa, được chấp nhận hay chưa, và cái bước tiếp theo là nếu được chấp nhận rồi thì mình phải làm gì ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ lại với mọi người, tại vì mình có coi theo những cái video thì mình follow theo những cái anh chị em đã hướng dẫn thì mình không có biết làm, mình không làm được. Và chỉ có một cái hôm mà nộp đơn thì mình chỉ có coi được có một cái anh ở dưới San Jose anh chị, thì mình có follow theo và mình làm được và mình đã nộp đơn và mình đã được chấp nhận. Thì cái bước tiếp theo làm gì mình không biết, và mình đã được nhờ có một cái anh của cái chị bạn làm chung hướng dẫn cho mình làm, và mình đã biết và mình đã check được là mình đã được tiền như thế nào, và mình phải trả lời những cái câu hỏi tiếp theo của cái bước tiếp theo đó là làm sao. Vậy thì bây giờ mình xin chia sẻ lại với cả nhà, mà mong rằng hy vọng là cái video này á, cái phần mà mình quay quanh ở phần cuối á, mình không có quay được hết cho nên mình xin nói miệng thôi, mọi người thông cảm nha. Rồi bây giờ mình sẽ lên computer và mình check nha. Vô Google ha, Google gõ chữ UI online này ha, rồi mình vô đây. Đó, cái này là của California thì mình thấy nó ra một cái hình như vậy là EED của California nè, rồi mình kéo xuống ha. Rồi mình thấy có cái chữ này Benefit Program Online thì mình click vô. Đó. Rồi bây giờ login nè. Bây giờ mình sẽ login vô register. Thì bây giờ cái này là mình địa chỉ email của mình là cái gì? Rồi mình không phải là con robot, rồi mình sẽ login. Bây giờ mình sẽ đánh cái địa chỉ email của mình vô nha. Bây giờ mình bỏ máy xuống mình sẽ đánh nha. Đây, mình đánh địa chỉ email của mình vô rồi thì mình sẽ click vô cái ô này, là mình không phải là con robot, mình là người ha. Click vô. Dễ lắm, ai đã làm rồi thì sẽ làm được. Rồi login. Rồi bây giờ cái password của mình là cái gì? Hôm mình mới mở hồ sơ là mình sẽ làm một cái password rồi ha. Thì mình chọn hình con chó, chọn hình đủ thứ, thì ai làm rồi thì cái tab này thì cũng biết là mình phải có cái password của mình là gì, thì đánh vô ha. Bây giờ mình sẽ đánh password của mình vô. Đây, mình đã đánh password của mình xong thì mình sẽ đi qua mình bấm cái chữ này login vô. Thì nó sẽ lên một cái trang như vậy. Mình bấm chữ UI online này ha. Đó, thì bây giờ có cái chữ file new name, là nếu mà hôm nọ mình làm á, mình xin đơn cái tiền thì mình bấm vô đây, nhưng mà mình đã xin rồi. Và bây giờ mình muốn là coi có được tiền hay chưa thì mình bấm qua cái này. Đó, chữ register. Bấm vô chỗ register này thì mình sẽ lên một cái giao diện có hình chuông vàng và đồng tiền màu xanh ở dưới, thì mọi người sẽ thấy cái số tiền của mình là nó cho từ đây tới tháng 12 thì nó là 6.000 mấy. Còn cái số tiền của tiểu bang có 167 đồng thôi. Thì bây giờ mình sẽ bấm vô cái chỗ mà Certify for Benefit, thì nó sẽ cho ra 6 cái câu hỏi. Mọi người nhớ lưu ý cái phần câu hỏi này, nó có 6 câu và câu số 1 nó có cái câu 1A, thì mọi người đừng có trả lời cái câu 1A cái gì hết, để cái ô đó trống trơn. Và câu số 3 thì là trả lời Yes, còn tất cả là No hết nha. Thì mình trả lời xong thì mình sẽ bấm qua cái có chữ Next Page, thì mình sẽ bấm vô đó thì nó sẽ ra cái trang kế tiếp. Và mình xin lỗi với mọi người là mình mới có quay được tới đây thôi và mình không biết làm nữa, thì mình nhờ cái anh kia hướng dẫn thì mình phải nói chuyện bằng phone cho nên mình không có tiếp tục quay được nữa. Và bây giờ mình xin hướng dẫn với mọi người bằng miệng nha. Thì tiếp tục bấm vô cái chữ Next cho cái trang thứ hai thì nó sẽ lên
8 câu hỏi và mình phải trả lời y chang như là 6 cái câu đầu, là y chang như là hồi nãy mình chỉ là câu số 1, câu số 2 no, câu số 3 yes, câu số 4 no, câu số 5 no và câu số 6 no. Nhưng mà phần thứ hai thì mình sẽ có cái 8 câu hỏi, thì cái câu số 8 nó hỏi mình là có giờ có đổi địa chỉ nhà và địa chỉ Thùng Thơ không, thì nếu có thì bấm vô, click vô, còn nếu không thì thôi. Còn câu số 7 thì nó hỏi mình là có muốn trừ thuế số tiền trước hay không, hay là mình lãnh trước đi rồi mai mốt mình trừ thuế sau, thì tùy mọi người. Thì mình sẽ, nếu mà muốn trừ thì mình click vô nha. Rồi, và như vậy mình sẽ phải trả lời như vậy trong vòng 6 tuần liên tiếp y chang như vậy nha mọi người. Và mình nhớ là có một cái phần nó hỏi, có mình giờ mình quên không nhớ là cái trang nào, nó có một cái câu nó hỏi mình phải bỏ cái số zip code của thành phố mình vô đó. Thì mọi người nhớ bỏ cái zip code của thành phố mình vô ngay cái góc tay trái ở ở dưới, và mình check một cái nữa thì mình sẽ bấm, nó sẽ qua trang tiếp theo và mình phải trả lời 6 tuần liên tiếp như vậy nha mọi người. Sau khi 6 tuần liên tiếp các bạn, mọi người đã trả lời xong thì mình sẽ trở lại cái Lam History của mình, thì nó sẽ ra cái số tiền là mình được bao nhiêu mỗi tuần. Thì của mình thì chỉ có được 150 cho 2 tuần đầu là trừ thuế rồi, và 750 cho 4 tuần sau. Thì mỗi nó cho mình mỗi lần mình làm từ tháng 15 tây tháng 3 cho tới 25 tây tháng 4, đó là 6 tuần đầu của mình. Nếu mà xong 6 tuần thì mọi người lại phải certify cái benefit của mình một lần nữa, thì nếu mà được thì sẽ được thêm, nghe nói ăn được ăn tiền thất nghiệp được 13 tuần lận nha mọi người. Thì mình xin kết thúc cái video clip này hôm nay tại đây. Và mình hy vọng rằng mọi người sẽ hiểu được chút nào. Và nếu mà có thiếu sót điều gì thì xin mọi người bỏ qua cho nha. Mình muốn chia sẻ nhưng mà mình có cái phone à, vừa quay. Mà nếu mà quay thì không có nói chuyện được. Mà nói chuyện thì lúc mình nói chuyện thì không có quay được. Và mình không có biết cách quay nữa. Quay gần cái màn hình thì màn hình nó bị mờ. Mọi người nhớ thông cảm nha. Mình để sát cái camera vô thì màn hình nó bị mờ mọi người ơi. Vậy xin mọi người thông cảm và mình xin kết thúc cái video clip này hôm nay tại đây. Mến chúc tất cả mọi người, nếu ai đầy đủ điều kiện thì sẽ được hưởng tiền thất nghiệp này nha. Và mến chúc mọi người luôn vui khỏe và bình an. Xin kính chào.